Chúa ơi, chúng con nhóm nhau lại ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Chúng con đến với Chúa với tấm lòng khao khát được rờ đụng Ngài, được đụng chạm Ngài, được gặp gỡ chính mình Ngài là Chúa của sự sống. Vì trong Ngài có sự sống, trong Ngài có tất cả mọi điều, Chúa là nguồn của mọi sự. Chúa ơi, cho nên lòng con và tất cả anh chị em chúng con nói về Chúa rằng chúng con yêu mến Ngài. Và chúng con muốn có Ngài được chiếm hữu ở trong chúng con nhiều hơn nữa. Để mỗi ngày tấm lòng của chúng con có những lĩnh vực nào Chúa Ngài chưa chiếm hữu, thì ngày hôm nay những chỗ đó sẽ thuộc về Ngài. Con cảm ơn Chúa. Xin huyết báo của Chúa Giêsu Ngài thanh tẩy chính mình con, tha thứ cho con những lời nói, những suy nghĩ, những hành động nào không đẹp ý muốn của Cha trên trời. Và xin huyết của Chúa Ngài bao phủ phòng nhóm của chúng con. Xin dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật, bởi thần của làm cho chúng con được thỏa mãn trong ngày hôm nay. Có những anh chị em nào ở trong đường live buổi sáng hôm nay trong lòng có một sự khao khát nào chưa được thỏa mãn, thì Chúa ơi, chính Chúa Giêsu sẽ là sự thỏa mãn cho tất cả anh chị em chúng con qua bài học buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa, con dâng thì giờ này ở trong sự tế trị, nhận dắt sức dầu ban ơn và sự khải thị của Chúa Thánh Linh để giúp chúng con hiểu thấu được ý muốn của Đức Chúa Trời trong lời của Ngài. Vậy chúng con hiệp lòng với nhau trong sự cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ bước qua bài học của sự sống, bài thứ 5 ở trong Tin Lành Giăng đoạn thứ 4. Đây là phân đoạn Kinh Thánh phải nói là quen, thiệt là quen. Và các anh chị em cũng nghe rất là nhiều rồi phải không? Nhưng mà hôm nay ước rằng mỗi lần chúng ta nghe thêm nữa thì chúng ta sẽ nhận được thêm ánh sáng nữa các anh chị em. Vì lời của Chúa là lời của sự sống, lời của năng quyền. Cho nên mỗi khi chúng ta nghe thì chúng ta được no nê và chúng ta sẽ thấy lời của Chúa luôn mới và sẽ đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu của đời
đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ học về người đàn bà Samari. Thì chúng ta đang học một loạt bài ở trong Tin Lành Giăng, cho nên chúng ta sẽ học bài này là bài kế tiếp. Anh chị em có Tin Thánh thì chúng ta mở ra ở trong Tin Lành Giăng đoạn 4, từ câu 1 cho đến câu 42. Đoạn Tin Thánh hôm nay rất dài cho nên tôi xin là chúng ta sẽ không đọc. Nhưng mà trong cái quá trình tôi chia sẻ đó thì tôi sẽ đọc lần lượt cho các anh chị em cùng nghe. Và nếu ngày hôm nay có cơ hội đó thì các anh chị em có thể đọc lời Chúa, đọc lại cái phân đoạn này để chúng ta hiểu thêm, hiểu thấu và dầm thấm lời của Chúa các anh chị em. Khi Chúa đã hay rằng người Pharisee có nghe đồn Ngài gọi và làm phép bắp tem được nhiều môn đồ hơn dân. Kỳ thiệt không phải chính Đức Chúa Giêsu làm phép bắp tem, nhưng là môn đồ Ngài, thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. Tại nơi đây chúng ta thấy một cái điều gì các anh chị em? Những người Pharisee họ đồn Chúa Giêsu là làm được nhiều phép bắp tem hơn là của bên dân, là người anh em bạn dì ruột của Ngài. Lời của Chúa cho chúng ta thấy là những người Pharisee có nghe đồn Ngài gọi và làm phép bắp tem được nhiều môn đồ hơn là dân. Có nghĩa là người Pharisee họ đồn là có nhiều người đến với Chúa Giêsu hơn là đến với Giăng Báp-tít. Mặc dù Giăng Báp-tít là người đi trước, khởi đầu trước trong việc làm lễ bắp tem bằng nước, Chúa Giêsu chỉ là người đến sau thôi. Nhưng mà dường như người ta đồn rằng Chúa Giêsu bây giờ nổi hơn Giăng Báp-tít rồi, nổi tiếng hơn rồi, cho nên có nhiều người chạy đến với Ngài. Thì khi mà Chúa Giêsu nghe cái tin đồn như vậy đó, thì Ngài, câu số 2 ở trong cái dấu ngoặc đó cho chúng ta thấy có một sự đính chính là kỳ thiệt không phải chính Đức Chúa Giêsu làm phép báp tem, nhưng là môn đồ của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết là thật sự đó là môn đồ của Chúa Giêsu làm chứ không phải chính Ngài làm. Cho nên chúng ta thấy cái tin đồn nó nhiều khi nó rất là thất thiệt, phải không? Và Chúa Giêsu nghe cái tin đồn như vậy thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. Khi mà Chúa Giêsu nghe cái tiếng đồn như vậy đó thì Ngài lánh khỏi cái chốn thị phi đó. Tại vì cái mục đích của Chúa Giêsu đến ở trên thế gian này không phải để lôi kéo người ta thành lập một cái đám đông, để lôi kéo một cái số đông người chạy theo Ngài để Ngài được nổi tiếng, để Ngài được tôn vinh. Mục đích của Chúa không phải đến như vậy. Cho nên khi Ngài nghe người ta nói đồn qua đồn lại thì Ngài đã lìa khỏi cái chỗ đó, Ngài đi khỏi cái chỗ đó các anh chị em. Cho nên ước ao rằng trong bước đường chúng ta đi theo Chúa, nếu mà có một cái dấu hiệu có nhiều người chạy theo chúng ta, có nhiều người tôn vinh chúng ta, khen ngợi chúng ta, thì các anh chị em, chúng ta cũng làm giống như Chúa Giêsu. Bằng mọi cách chúng ta phải lánh khỏi cái chỗ đó, vì chỗ đó rất là nguy hiểm. Vì mục đích Chúa chọn, Chúa cứu chúng ta không phải là vì những cái điều đó các anh chị em. Mục đích Chúa chọn, Chúa cứu chúng ta để Chúa Ngài muốn chiếm hữu chúng ta, để chúng ta bày tỏ Ngài, làm vinh hiển Ngài, để thờ phượng Ngài. Chứ không phải để được danh tiếng, để được nổi trội, để được những cái sự khen ngợi vinh hoa ở trong cuộc đời này. Cho nên Chúa Giêsu Ngài đã ra khỏi cái chỗ đó. Đó là ý muốn của Chúa. Và Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Samari gọi là Sikha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp, nhưng đi đàn mỏi mệt, Đức Giêsu ngồi gần bên giếng, bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu. Một người đàn bà Samari đến múc nước, Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Cái bài học mà chúng ta nhận được ở trong Tin Lành Giăng đoạn 3 là câu chuyện nói về Nicodem, phải không các anh chị em? Thì qua cái bài học này, chúng ta bắt gặp một người đàn bà Samari, giữa ông Nicodem và giữa người đàn bà Samari này, nó có một cái khoảng cách rất là cách biệt
và cái thân phận của hai người nó hoàn toàn nó khác nhau, phải nói là hoàn toàn khác nhau, giống như là trắng và đen vậy đó các anh chị em. Có một cái sự tương phản rất lớn giữa hai cái trường hợp này. Nicodem là một người đạo đức và ông là một người thuộc giai cấp thượng lưu, còn cái người đàn bà Samari này là thuộc cái loại người gọi là cái người mà lăng nhăng, lem nhem, không có đạo đức, và bà là thuộc một cái giai cấp thấp hèn. Chúng ta thấy trường hợp đầu đó thì Kinh Thánh giới thiệu một người có những cái thành đạt cao là ông Nicodem. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai ngày hôm nay chúng ta học đó là nói về một người phụ nữ mà cái bà có một cái đời sống mà phải nói là nói đến thì nó hơi xấu hổ. Thì chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ một chút nữa chúng ta đi thì chúng ta sẽ thấy là tại sao mà cái việc làm của bà khi nói đến thì nó gây cho người ta xấu hổ. Người đàn ông Nicodem là ông là một người Do Thái, trong khi người phụ nữ này đó là người đàn bà Samari. Cái tôn giáo của người Do Thái rất là tốt các anh chị em. Tôn giáo của người Do Thái là đúng đắn, chân thật và chân chính. Nhưng cái tôn giáo của người Samari đó thì gọi là, chúng ta tạm gọi là nó hơi giả dối và nó không có được tốt lành cho lắm. Cho nên chúng ta thấy cái tôn giáo của người Do Thái thì sản sinh ra một ông Nicodem đạo mạo, đạo đức rất là đáng để người ta tôn kính, người ta kính trọng, xin lỗi, kính trọng chứ không phải là tôn kính. Nhưng mà cái tôn giáo của người Samari đó thì sinh sản ra một người đàn bà lăng nhăng, lem nhem ở trong cái đời sống của bà. Đây cũng là một cái điều rất là hay các anh chị em. Khi chúng ta nhận thấy Chúa nói chuyện với người đàn ông vào ban đêm, nhưng Chúa lại nói chuyện với người đàn bà này vào cái giữa ban ngày. Chúng ta thấy không? Chúa Giêsu nói chuyện với ông Nicodem vào ban đêm, nhưng mà qua đoạn 4, Ngài gặp người đàn bà Samari vào giữa trưa, trời nắng thật thật là gắt, có nghĩa là vào ban ngày. Mà cái địa điểm đó, Chúa nói chuyện với cả hai người cũng khác nhau. Có thể Chúa sẽ gặp ông Nicodem ở trong một cái tòa nhà nào đó, nhưng mà Chúa Ngài nói chuyện với người đàn bà Samari này ở ngoài trời. Chúng ta thấy có hai cái điều nó khác nhau phải không? Trong trường hợp của Nicodem á, thì cái nhu cầu đầu tiên của nhân loại được bàn đến. Theo cái kinh nghiệm thuộc linh á, thì cái nhu cầu đầu tiên của nhân loại là được tái sanh phải không? Cái bài tôi chia sẻ lúc trước trong đoạn 3 về ông Nicodem á, thì cái nhu cầu đầu tiên của con người là phải được tái sanh. Vì ở trong ý muốn, ở trong cái sự tể trị của Đức Chúa Trời, nhu cầu đầu tiên của nhân loại là sự tái sanh. Bắt buộc là phải là sự tái sanh, là phải được sanh lại đó. Và trong ý muốn của Đức Chúa Trời, trong cái chương trình của Ngài khi Ngài dựng nên con người đó, thì con người phải có một cái loại sự sống giống như Ngài. Và Ngài muốn truyền chính Ngài vào ở trong con người, là gọi là sự sống thần thượng đó, để chúng ta được làm một với Ngài các anh chị em. Nếu mà các anh chị em nào có cơ hội đọc Tin Lành Giăng đoạn 17 về bài cầu nguyện tuyệt vời của Chúa Giêsu đó, thì trong cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đó là Ngài có nhắc lại nhiều lần về sự hiệp nhất. Ngài hiệp nhất với Đức Chúa Cha, và Ngài muốn chúng ta là những người tin theo Ngài cũng hiệp nhất với Ngài. Để con ở trong Cha, Cha ở trong con, và chúng ta cũng ở được trong chính Ngài. Ngài muốn cho chúng ta được hiệp nhất với Ngài, cùng một loại sự sống với Ngài các anh chị em, cùng một cái bản chất với Ngài, để chúng ta thực hiện và hoàn thành cái mục đích đời đời của Chúa. Cái mục đích đời đời của Đức Chúa Trời là gì các anh chị em? Khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta suy gẫm lời của Đức Chúa Trời đó, xuyên suốt trong Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ thấy cái mục đích này nó lộ ra rất là rõ ràng. Cái mục đích đời đời của Đức Chúa Trời là Ngài phải muốn có một nhóm người được tái sanh, được sanh lại bởi cái sự sống thần thượng của Ngài, và chúng ta giống như Ngài trong cả cái sự sống và trong cả bản chất, để tất cả chúng ta hiệp lại một cách tập thể
Các anh chị em để ý nha, để chúng ta sẽ hiệp lại một cách tập thể, chứ không một cá nhân nào nha, không một cá nhân nào, mà tất cả chúng ta đều sẽ hiệp lại một cách tập thể. Cho đến đời đời, để chúng ta bày tỏ Ngài, các anh chị em. Cho nên để thực hiện cái mục đích đó của Đức Chúa Trời, là chúng ta nhận sự sống của Ngài, hiệp một Ngài, để bày tỏ Ngài ở trong một tập thể của một nhóm, của một cộng đồng con dân của Chúa, thì tất cả chúng ta phải được tái sanh và phải cùng có một loại sự sống của Đức Chúa Trời đang dậy ở bên trong chúng ta. Chúng ta có thể bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời bằng sự sinh ra, chứ không phải là bằng việc làm nha các anh chị em. Tôn giáo thì họ căn cứ vào việc làm để họ đạt được cái này, đạt được cái kia ở trong cái tương lai của tôn giáo của họ. Nhưng mà ở trong đạo của Chúa thì hoàn toàn khác. Chúng ta muốn bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, điều này tôi chỉ lặp lại thôi, tôi chỉ nhắc lại. Chúng ta muốn bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời là chúng ta phải được sanh lại. Chúng ta phải được sanh lại, chúng ta phải có loại sự sống giống như Chúa, thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được vương quốc của Chúa và mới được bước vào ở trong vương quốc đó. Đừng ai nói rằng tôi tin Chúa nhiều đời lắm rồi, cha mẹ tôi có công cán ở trong hội thánh, dâng hiến, xây mấy cái nhà thờ, hay là làm điều này làm điều kia trong hội thánh, và chúng ta hãnh diện với cái điều đó. Chúng ta nghĩ rằng Chúa Ngài sẽ khen chúng ta, Ngài sẽ chấm điểm những cái điều đó, và rồi chúng ta sẽ được bước vào trong nước của Chúa. Lời của Chúa không có chỗ nào nói như vậy. Việc làm không đem chúng ta bước vào, không, việc làm không phải là cái điều kiện, không phải là cái tiêu chuẩn để mà chúng ta được bước vào trong nước Đức Chúa Trời. Vì lời của Chúa cho chúng ta là biết là ấy bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em đâu, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Các anh chị em, cho nên khi mà chúng ta làm việc cho Đức Chúa Trời đó, không phải chúng ta làm việc để Đức Chúa Trời đẹp lòng chúng ta, để được chúng ta được Ngài chấm điểm và được Ngài ban cho một cái chỗ nào đó nó tốt ở trong nước thiên đàng. Nhưng mà chúng ta sau khi được tái sanh, sau khi chúng ta được tin Chúa, chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời là vì cớ chúng ta yêu Ngài. Tại vì chúng ta nhận biết được tình yêu của Ngài, Ngài yêu chúng ta, Ngài chọn và cứu chúng ta. Và vì chúng ta yêu Ngài, cho nên chúng ta muốn hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn sống cho Ngài. Các anh chị em, cho nên đừng ai hiểu lầm là sẽ làm điều này điều kia cho Đức Chúa Trời, để được điều này điều kia từ Đức Chúa Trời. Đó là một cái suy nghĩ hoàn toàn sai trật ở trước mặt Chúa. Tôi ví dụ như cái điều này đi, chẳng hạn như một cái con chim, nó ở trong cái thế giới của loài chim đó, thì nó phải, cái điều kiện của nó là nó phải được sinh ra từ cái con chim mẹ. Điều này tôi cũng đã ví dụ rồi, tôi chỉ nhắc lại để minh họa cho các anh chị em hiểu thêm thôi. Con chim nó muốn ở trong vương quốc của nó thì nó phải có cùng một cái loại sự sống của loài chim, và nó sẽ được sinh ra từ con chim thì nó mới có được, có thể bay nhảy và sống như một cái loài chim ở trong hòa đồng với cái thế giới của nó được. Và một cái con cá đó thì nó không bao giờ được bước vào ở trong cái thế giới loài chim, nhờ nó cố gắng, nó làm cái này, làm cái kia, đi thẩm mỹ viện để thay đổi cái hình thể của nó cho giống con chim thì nó mới được vào cái vương quốc của con chim. Không phải, và nếu con chim nó muốn bước vào trong thế giới của loài cá thì nó cũng không phải là, nó cũng không có phải là đi cái chỉnh lại cái hình của nó, thay đổi cái bộ dạng của nó cho giống con cá thì nó mới bước vào được với thế giới loài cá. Hoàn toàn không phải như vậy. Chim thì nó phải sanh ra từ loài chim, cá thì nó phải được sanh ra từ loài cá, và chúng ta cũng vậy, chúng ta phải được sanh ra từ Đức Chúa Trời, các anh chị em. Tôi giải thích như vậy để các anh chị em nó nói đi nói lại để các anh chị em có thể hiểu về điều đó một cách
chính xác và rõ ràng, để điều này giúp cho chúng ta có thể khi mà chúng ta đi làm chứng đó, chúng ta sẽ biết để chúng ta nói, chúng ta bày tỏ điều này cho những người mà chúng ta làm chứng, hoặc là sau này khi Chúa Ngài có thể kêu gọi các anh chị em bước vào ở trong sự chia sẻ lời của Chúa cho người khác, giúp đỡ cho người khác về lẽ thật của Chúa, thì chúng ta cũng nhận biết được cái có một cái nền tảng để chúng ta chia sẻ lại. Cho nên cách duy nhất để chúng ta có thể có một cái lợi sự sống của Chúa là chúng ta phải được tái sanh, phải được sanh lại. Và cái nhu cầu thứ hai của con người là gì? Sau cái sự tái sanh là gì các anh chị em? Sau cái sự tái sanh là nhu cầu thứ nhất của con người, thì nhu cầu thứ hai của con người là gì? Nhu cầu thứ hai của con người là sự thỏa mãn. Ở trong cái chương 3 rồi đó, thì nan đề của con người là vì con người không có sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ông Nicodem, dù ông là một giáo sư, dù ông là một người có danh tiếng, có địa vị ở trong xã hội, nhưng mà một cái điều ông không có là ông không có loại sự sống của Đức Chúa Trời. Cho nên ông cũng phải cần được tái sanh. Dù chúng ta có tốt lành hay là xuất sắc cho đến đâu đi chăng nữa các anh chị em, thì theo cái mục đích đời đời của Đức Chúa Trời thì cái điều đó vẫn là vô nghĩa, không có giá trị gì ở trước mặt Chúa. Hễ khi mà chúng ta chưa được tái sanh thì chúng ta sẽ không bao giờ có sự sống của Chúa. Chúa dựng nên chúng ta giống như một cái chiếc bình để mà chúng ta chứa đựng sự sống của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta không chứa đựng sự sống của Chúa thì cuộc đời của chúng ta tất cả đều là trống rỗng hết. Đều là trống rỗng hết. Cho dù chúng ta có mọi sự ở trong cuộc đời này giống như ông Nicodem, nhưng mà nếu chúng ta không có sự sống của Chúa thì là chúng ta là một con người trống rỗng. Chúng ta vẫn luôn luôn thấy mình đói khát và không bao giờ có sự thỏa mãn ở trong đời sống. Đó là tình trạng chung của nhân loại, các anh chị em. Cho nên chúng ta thấy tại sao có những cái tài tử Hollywood rất là nổi tiếng, có những người rất là danh tiếng, giàu có và tiền bạc, phải nói là xài không biết bao nhiêu đời mà hết. Nhưng mà rồi một ngày kia cảnh sát phát hiện họ sống ở trong những, bị chết ở trong những cái tòa lâu đài, những cái căn nhà lộng lẫy nguy nga của họ, bạc trăm triệu đô la. Còn có những người, người ta chỉ tìm thấy cái bộ xương thôi. Họ chết một cách cô đơn ở trong một cái tòa nhà lộng lẫy như vậy. Tại sao họ có tiền bạc, họ có danh tiếng, họ có địa vị, được nhiều người hâm mộ, được nhiều người biết đến, được thế giới ca tụng. Nhưng mà họ vẫn cảm thấy cô đơn và có những người tự kết liễu cuộc đời của mình. Chúng ta thấy một cái tình trạng thật là thê thảm. Đó là một minh chứng cho chúng ta thấy là tại vì con người không có Đức Chúa Trời, cho nên con người không bao giờ thỏa mãn. Con người không bao giờ thỏa mãn. Những cái thứ ở trong cuộc đời này không bao giờ làm cho con người thỏa mãn, các anh chị em. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được Chúa chọn, Chúa cứu, và chúng ta có sự sống của Ngài. Cho nên các anh chị em, chúng ta được thỏa mãn. Mặc dù chúng ta không có nhiều thứ ở trong đời này giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà cuộc sống của chúng ta, ngày tháng trôi qua là những ngày tháng chúng ta yên nghỉ ở trong Chúa. Chúng ta sống một cuộc sống thật là bình yên, bình an, no đủ ở trong Chúa. Ai cảm thấy mình chưa no đủ, ai cảm thấy mình chưa thỏa mãn? Anh chị em, có thể là trong chúng ta chưa có loại sự sống của Chúa. Và chúng ta vẫn còn buông ba để đi tìm kiếm một điều gì khác hơn là Thánh Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta đầy dẫy sự sống của Chúa. Chúng ta trở lại với người đàn bà Samari này, các anh chị em. Người đàn bà Samari này là một người gọi là tạp chủng đó, gọi là lai đó, các anh chị em, là lai đó. Bà có dòng máu lai. Và tất cả những cái gì liên quan của bà đó đều không có gì tốt lành để cho người ta ca ngợi hay là nhắc đến. Bà tự xưng mình là con của Gia Cớp, con cháu của Gia Cớp. Nhưng mà cái loại con cháu Gia Cớp của bà là nó thuộc loại lai rồi, không phải là thuần chủng người Do Thái. Và người chúng ta biết giữa người Do Thái với người
Samari là họ rất là kình chống với nhau, người Do Thái họ rất khinh miệt người Samari, tại vì họ nói người Samari là người là ngoại lai, là tạp chủng, cho nên họ rất là gớm người Samari. Và chính vì thế không có người Do Thái nào đến gần và tiếp xúc với người Samari cả, huống chi là một người đàn bà không có tốt lành gì. Các anh chị em, bây giờ tôi sẽ trở lại để đọc Thánh. Một người đàn bà Samari đến múc nước, Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kìa, ông là người Giuđa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giuđa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Tại đây, ở trong Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết có một lời giải thích là số là người dân Giuđa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Để cho chúng ta thấy là cái người Giuđa, cái người Do Thái đó, họ ghét người Samari đến cỡ nào. Và chúng ta thấy cái trường hợp của người đàn bà Samari này rất là tội nghiệp, anh chị em. Cái việc mà bà đi ra giếng nó cũng bất bình thường hơn người ta nữa. Theo tục lệ ở Trung Đông đó, thì những cái người phụ nữ họ thường đi đi múc nước giếng đó, gọi là kéo nước giếng đó, thì họ đi vào lúc xế chiều, tại vì giữa trưa trời nắng rất là nóng, không ai mà đi đi lấy nước mà vào cái lúc mà nắng gắt như vậy. Và họ thường đi từng tón người để múc nước vào buổi chiều, buổi xế chiều khi mặt trời đã hạ xuống và mát trở lại rồi đó. Nhưng mà người đàn bà Samari này thì bà lại đến vào cái lúc giữa trưa, cái lúc mà không có ai chịu đi ra. Vì sao vậy? Tại vì bà là một người tai tiếng và không có ai muốn làm bạn với bà cả. Và bà cũng sợ bị dị nghị, bị đàm tiếu, nên bà phải trốn tránh mọi người và đi vào cái giờ không ai muốn tới. Và chúng ta thấy bà có năm đời chồng, phải không? Và cái người mà đang sống với bà cũng không phải là chồng của bà nữa. Cho nên bà biết được cái tình cảnh của mình, bà biết được cái hoàn cảnh của bà, cho nên bà tự trốn tránh mình, bà tự giữ lấy mình, và bà tự cách biệt với mọi người. Bà không muốn thấy mọi người, và bà cũng không muốn mọi người nhìn thấy bà nữa. Đó là một cái tình cảnh thật là đau thương, phải không các anh chị em? Con người của chúng ta cũng vậy đó các anh chị em. Khi mà chúng ta không có Chúa đó, ngày trước chúng ta không có Chúa thì chúng ta cũng ở trong cái tình cảnh của người đàn bà Samari này. Cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta cũng không dám ngước mặt lên để nhìn người này người kia. Chúng ta cũng có những điều xấu hổ, có những nỗi đau, có những cái hoàn cảnh, có những cái thương tích ở trong đời sống của chúng ta, và làm cho chúng ta sống ở trong sự đi mặc cảm. Chúng ta cuốn mình, thu mình ở trong chính mình, sống ở trong sự sợ hãi phập phồng. Anh chị em, thì giống như người đàn bà này thôi. Theo các biểu tượng và cái hình ảnh tượng trưng ở trong Kinh Thánh đó, thì bà, người đàn bà Samari này là tượng trưng cho cái điều gì các anh chị em? Trước hết, người đàn bà tượng trưng cho cái sự kiện là loài người cần phải nương dựa vào Đức Chúa Trời. Người đàn bà Samari này là tượng trưng cho tất cả nhân loại của chúng ta, là con người của chúng ta được Chúa này tạo dựng ở trong thế giới này đó, là chúng ta phải cần nương dựa vào Đức Chúa Trời, vì con người không bao giờ có thể đứng một mình được, và tất cả chúng ta đều phải nương dựa vào Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, và là Ngài cũng là chồng của chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 54 câu 5 nói về điều đó, nói Đức Chúa Trời Ngài là chồng của chúng ta, các anh chị em. Tôi xin hỏi các anh chị em một điều, là cái chỗ đứng của tất cả chúng ta giờ này ở trước mặt Đức Chúa Trời là chỗ đứng của người nam hay người nữ? Là chỗ đứng của người nam hay người nữ các anh chị em? Các anh chị em, mặc dù về cái thể chất của chúng ta đó, có thể là có người nam và có người nữ, tôi không biết là ở trong đường lâu sáng nay có ai là người nam hay không, không biết có ông Tân hay không. Thì chúng ta thấy về cái thể chất vật lý đó, thì người nam họ rất là mạnh mẽ, phải không? Họ rất là mạnh mẽ, họ rất là độc lập. Người nữ thì lúc nào cũng yếu đuối và muốn có một cái chỗ để nương dựa.
Và thường cái người nữ thì nương dựa vào người chồng của mình. Thì trong một cái ý nghĩa thuộc linh, chúng ta cũng giống như người đàn bà Samari này. Tất cả nhân loại của chúng ta dù nam hay nữ thì chúng ta cũng phải đều tùy thuộc vào nơi Đức Chúa Trời, và chúng ta phải nương dựa vào nơi Ngài. Nếu chỗ đứng của chúng ta ngày hôm nay chúng ta chưa hoàn toàn nương dựa vào Đức Chúa Trời, mà chúng ta còn nương dựa vào người này, chúng ta nương dựa vào người kia, chúng ta nương dựa vào điều này, chúng ta nương dựa vào điều nọ, thì có nghĩa là chúng ta đang sai cái vị trí ở trong, ở trước mặt Đức Chúa Trời, các anh chị em. Và có thể nếu mà chúng ta đứng ở trong vị trí như vậy đó, thì giống như là chúng ta nói rằng tôi muốn độc lập, tôi muốn sống một cuộc đời độc lập, và chúng ta tuyên bố độc lập cho chính cuộc đời của mình. Nhưng mà các anh chị em, chúng ta không bao giờ độc lập được, chúng ta sẽ không bao giờ có thể sống một mình nếu chúng ta không có Đức Chúa Trời. Chúng ta được vì sao? Tại vì chúng ta được tạo dựng để lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, các anh chị em. Nó tạo dựng chúng ta để chúng ta lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Cho nên cái hình ảnh mà Chúa lấy cái xương sườn của Adam để tạo dựng nên Eva đó, cho chúng ta thấy là Eva phải lệ thuộc vào Adam. Và Adam là hình ảnh của Chúa Jesus. Và người nữ là hình ảnh của hội thánh của Đức Chúa Trời, là mỗi chúng ta, là chúng ta phải tùy thuộc vào Chúa Jesus. Ngài là chồng của chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta đều phải lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Một người nữ ở trong Kinh Thánh cũng tượng trưng cho sự yếu đuối. Loài người của chúng ta rất là yếu đuối, các anh chị em. Tôi không biết là có ai nói rằng tôi rất mạnh mẽ hay không, và tôi sẽ không cần người này, không cần người kia, và không cần Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong thực tế đó, các anh chị em, chúng ta thấy rằng loài người của chúng ta rất là yếu đuối và rất là mỏng manh. Và trong Kinh Thánh nhiều lần cho chúng ta biết là sự sống của con người giống như là sương buổi sớm hiện ra rồi tan đi, giống như hơi nước bay thoáng qua rồi mất đi, nhưng giống như bông hoa sớm nở tối tàn. Chứ chúng ta thấy là cái sự sống của con người rất là mỏng manh và rất là yếu đuối. Cho nên chúng ta phải lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Chúng ta là những cái chiếc bình được Đức Chúa Trời này dựng nên, chiếc bình này dựng nên để chứa đựng chính Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta không chứa đựng chính Ngài thì cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên trống rỗng và vô ý nghĩa, và chúng ta sẽ không bao giờ được thỏa mãn, giống như một cái gì đó mà nó không có đáy, cái gì nó đổ vô đổ vào rồi thì nó cũng mất hết, không có gì làm cho chúng ta có thể thỏa mãn được điều đó. Trong cái vấn đề tâm linh của chúng ta, các anh chị em, chúng ta thấy rằng nếu một ngày nào đó, trong một ngày nào đó mà chúng ta thấy mình không có dành thời giờ đến với Chúa, mình không có ở riêng tư với Chúa, mà chúng ta cảm thấy mình ok, mà chúng ta cảm thấy mình như không có vấn đề gì cả, mình vẫn sống, mình sinh hoạt bình thường, thì có nghĩa là chúng ta đã có một gì đó trục trặc ở trong đời sống. Chúng ta đã có cái gì đó nó bất bình thường. Còn cái điều bình thường là khi chúng ta bận rộn, chúng ta không có thời gian ở riêng với Chúa, không có thời gian để dầm thấm mình ở trong lời của Chúa. Và chúng ta cảm thấy bắt đầu trong chúng ta có một gì đó nó thiếu thốn, thiếu đúng. Thì đó là một cái sự cảm nhận bình thường để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều phải cần Đức Chúa Trời, phải lệ thuộc vào Ngài và phải nối kết với Ngài 24/24, 7 ngày trong một tuần và suốt cả cuộc đời của chúng ta cho đến khi mà Chúa cất lấy hơi thở của chúng ta, các anh chị em. Cho nên cái người đàn bà, tôi dừng đây để nói thêm một chút xíu, nói rộng ra hơn một chút. Cái người đàn bà Samari này, cái sự yếu đuối, cái bối cảnh của bà là hình ảnh của tất cả chúng ta, các anh chị em. Bởi vì bà không có Chúa cho nên bà đói khát. Đó là hình ảnh của chúng ta. Cho nên qua cái hình ảnh của người đàn bà này, cho chúng cái người đàn bà này bà đi ra giếng, bà múc nước, cho thấy cái tình trạng khao khát. Khao khát một điều gì đó ở trong bà. Vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta để chúng ta khao khát Ngài, để chúng ta chứa đựng Ngài, các anh chị em. Và bây giờ chúng ta sẽ
chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chỗ mà Chúa Giêsu đi ngang qua Samaria các anh chị em. Tôi muốn nhấn mạnh lại cái chỗ này một chút. Cái chỗ, cái câu số 4 của đoạn 4 đó. Và Ngài phải đi ngang qua xứ Samaria. Cái từ ngữ, cái chìa khóa ở trong câu này là cái chữ phải. Cái chữ phải, chắc chắn người đàn bà Samaria này đã được Đức Chúa Trời Ngài đã biết trước, Đức Chúa Cha đã biết trước và định cho bà sự sống đời đời rồi các anh chị em. Chứ các anh chị em có nhớ lời của Chúa cho chúng ta biết là Ngài chọn chúng ta từ trước buổi sáng thế phải không? Ngài chọn chúng ta từ trước buổi sáng thế rồi. Cho nên ở trong cái cõi đời đời quá khứ của Đức Chúa Trời thì Ngài đã định cho ai được sự sống đời đời. Ngài đã định để chọn ai thì Ngài sẽ chọn người đó. Và người đó sẽ được Ngài ban cho sự sống đời đời. Cho nên ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, ở trong quyền thẩm quyền của Đức Chúa Trời đó, thì người đàn bà Samari này đã được Đức Chúa Cha này biết trước và định trước ở trong cái cõi quá khứ đời đời rồi. Và chắc chắn rằng Cha đã ban cái người đàn bà này cho Chúa Giêsu. Tôi nói những cái điều này là nó có nền tảng trong Kinh Thánh. Nếu mà các anh chị em có thì giờ thì chúng ta tham khảo ở trong Roma đoạn 8 câu 29 và ở trong Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 39 cho chúng ta biết những cái câu Kinh Thánh nói là những cái người đến phàm ai mà Cha ban cho ta sẽ đến cùng ta. Các anh chị em có nhiều chỗ và Chúa Giêsu nói là phàm ai mà được Cha ban cho ta thì sẽ đến cùng ta, có nghĩa là Đức Chúa Cha Ngài đã ban người đàn bà Samari này cho Chúa Giêsu rồi. Cha đã ban cái người đàn bà thấp hèn không có đạo đức này cho Chúa Giêsu. Vì vậy mà Chúa có một cái gánh nặng và Ngài sẽ đi ngang qua Samaria để Ngài làm theo ý muốn của Cha. Nếu mà theo về cái mặt địa hình thì có lẽ Chúa cũng không cần phải đi qua cái chỗ Samaria này nữa. Nhưng mà vì ý muốn của Đức Chúa Cha, vì linh hồn của người đàn bà này mà Chúa Giêsu Ngài bắt buộc Ngài phải đến Samaria này. Và Ngài đến cái bên cái giếng của Gia-cốp này để gặp người đàn bà này, gặp người đàn bà thấp hèn này, gặp người đàn bà không có đạo đức này. Các chị em, đó là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đó là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đó là tại sao mà Ngài kêu các môn đồ của Ngài là, Ngài nói với các môn đồ của Ngài là thức ăn của ta, tức là làm theo ý chỉ của đấng đã sai ta và làm trọn công việc của Ngài ở trong câu 34. Chúa đến Samaria để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời các anh chị em. Và Ngài tìm người đàn bà hèn, thấp hèn này. Ngài tìm bà để làm cho bà trở nên một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì cái linh hồn của người đàn bà này đáng để cho Chúa phải đi đến đó. Theo quan niệm của con người đó, những cái người mà thấp hèn, những cái người mà không có ra gì đó, thì người ta không thèm ngó đến nữa. Người ta không thèm để ý quan tâm hay nhắc về. Người ta chỉ nhắc đến những cái người nổi tiếng, những cái người có danh vọng địa vị giàu có thôi. Chứ còn những cái hạng người giống như người đàn bà Samaria này, theo cái quan niệm của con người đó, thì không ai thèm nhắc đến bà. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài, vì linh hồn của người đàn bà này quý báu ở trước mặt Chúa, một linh hồn quý hơn cả thế gian, cho nên Chúa đã đến với người đàn bà Samaria này. Ngài có thể thay đổi cái lịch trình của Ngài để Ngài đến với người đàn bà Samaria này, các anh chị em. Theo cái bối cảnh lịch sử đó, thì Samaria là một cái vùng quan trọng nhất của vương quốc phía Bắc của Israel. Và vốn là cái thủ đô của vương quốc ấy, ở trong các vương nhất đoạn 16 từ câu 24 và câu 29, các vương nhất đoạn 16, 24 và câu 29, các anh chị em. Thì vào trước năm 700 trước Chúa đó, thì quân Assyria đã đánh chiếm Samaria và đem người từ Babylon và các dân ngoại khác á, đến cư ngụ ở trong các thành của Samaria. Thì từ đó người Samaria họ trở thành một cái dân tộc có dòng máu lai, tại vì người ngoại bang rồi pha trộn với người Do Thái. Lịch sử cho chúng ta biết là họ có cũng có ngũ kinh Môi-se, rồi họ cũng thờ phượng Đức Chúa Trời theo kinh thánh của Cựu Ước. Nhưng mà người Do Thái đó thì họ không bao giờ chịu nhận những cái người Samaria này là một phần của người Do Thái, họ không chịu nhận, các anh chị em. Chúng ta thấy người nãy tôi có nói rồi đó, là người Do Thái
theo cái người Do Thái bình thường đó, người dân Do Thái đó thì họ không bao giờ chịu đi ngang qua cái chỗ Samari này. Nhưng mà tại vì Chúa Giêsu này có một cái gánh nặng, Ngài có một cái gánh nặng để cứu người đàn bà này, cho nên Ngài đã đi đến đó vì ý muốn của Đức Chúa Cha, các anh chị em. Và Ngài đã đến vào giữa trưa, Ngài đã bằng lòng đến vào cái giữa trưa, đến vào giữa buổi nắng gắt để tìm và gặp người đàn bà này. Cho nên tại chỗ này Chúa nhắc tôi nhớ lại câu Kinh Thánh: vì con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Vì con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Có thể chúng ta đang ở trong một cái tình trạng trốn tránh mọi người, trong một cái tình trạng không ai biết chúng ta cả, trong một cái tình trạng cô đơn, mọi người xa lánh chúng ta, ghét bỏ chúng ta. Chúng ta đang ở trong một cái tình trạng rất là khốn đốn. Nhưng mà Chúa Giêsu này nhìn thấy chúng ta, Đức Chúa Trời này nhìn thấy các chị anh chị em đang ở chỗ nào, đang ở trong một cái tình cảnh như thế nào, và tâm trạng của tâm lòng của chúng ta như thế nào. Và Chúa Ngài sẽ bằng lòng đến với chúng ta ở trong những cái chỗ đó, các anh chị em. Không ai thấy chúng ta, nhưng mà Chúa biết, các anh chị em. Chúa biết mỗi một người trong chúng ta. Chúa biết từng cánh chim. Có một cái bài hát là: chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi bao giờ, các anh chị em. Cho nên chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì tấm lòng của Ngài quan tâm đến chúng ta. Mặc dù chúng ta không có gì cả, chúng ta không ra gì cả, nhưng mà Chúa Ngài vẫn đói đến chúng ta. Trong lúc bà Aga chạy trốn, chủ của mình là bà Sarah, dẫn con chạy vào trong đồng vắng thiếu nước, không biết phải làm sao, than khóc và cái kiểu này là chắc chết rồi. Giữa đồng vắng, đồng không mong quạnh, không có nước, không có thức ăn, nhưng mà thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra và giúp đỡ cho bà Aga và con trai của bà. Rất là tuyệt vời, các anh chị em. Cho nên Chúa của chúng ta luôn đến với chúng ta đúng lúc và đúng thời điểm. Các anh chị em đừng lo sợ về điều đó. Đừng lo sợ là chết rồi, bây giờ phải như thế nào, bây giờ đến nước này rồi phải như thế nào. Nhưng mà Chúa Ngài sẽ đến với chúng ta rất là đúng lúc, rất là đúng thời điểm, để Ngài sẽ giải cứu chúng ta, Ngài sẽ giải thoát chúng ta ra khỏi cái tình cảnh hiện thời của chúng ta, các anh chị em. Hallelujah, chúng ta cảm ơn Chúa vì tấm lòng của Đức Chúa Trời. Bài học hôm nay rất là dài, nhưng mà đừng lo, tôi sẽ cắt nếu mà hết giờ rồi, kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp về một vài điều nữa, rồi chúng ta sẽ chấm dứt. Chúng ta thấy có một cái điều kỳ lạ cái chỗ này đó. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy cho ta uống. Tôi đọc lại câu số 7. Chúa Giêsu gặp người đàn bà Samari này thì Ngài nói là: hãy cho ta uống. Có nghĩa là Chúa Giêsu cũng đang khát nữa. Người đàn bà này khát, cần nước đi lấy nước, nhưng mà chính Chúa cũng khát. Và Ngài nói với người đàn bà này là: hãy cho ta uống. Cả hai người đều khát hết. Và người đàn bà nói rằng: không là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người Samari sao? Chúng ta thấy tại nơi đây điều gì, các anh chị em? Không phải chúng ta chỉ đối khát Đức Chúa Trời không đâu, các anh chị em. Không phải chúng ta có nhu cầu đến gần với Chúa không thôi đâu. Nhưng mà ngược lại, Đức Chúa Trời Ngài cũng có nhu cầu đối khát chúng ta nữa. Cái điều này chúng ta có thể nghe lạ lắm không? Nghe lạ lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta suy nghĩ đến cái tấm lòng của Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta sẽ thấy thực sự Chúa cũng khát chúng ta lắm. Chúa cũng khao khát để chiếm được chúng ta lắm, các anh chị em. Cho nên cái nỗi vui mừng mà ở trong Luca đoạn 15 đó, khi mà có một người có tội ăn năn quay trở lại, khi mà có một con chiên lạc loài đi tìm được đó, đồng bạc mất tìm được rồi, người con trai hoang đàn đi hoang lạc trở về đó, thì cả thiên sứ ở trên trời đều vui mừng, nhảy múa để mừng có một cái tội nhân ăn năn quay trở lại với Chúa. Tại vì sao? Tại vì Đức Chúa Trời rất là khao khát được linh hồn của chúng ta. Người đàn bà khao khát được uống nước sống. Người đàn bà khao khát được nguồn nước sống, khao khát Chúa để làm thỏa mãn chính mình. Con người có nhu cầu khao khát Đức Chúa Trời.
và muốn được Đức Chúa Trời chiếm hữu mình, mạng mình. Nhưng mà về phương diện của Đức Chúa Trời, Ngài cũng rất khao khát chúng ta, cũng muốn chiếm được chúng ta và muốn cư ngụ ở trong chúng ta để chúng ta được làm một với Ngài. Các anh chị em, cho nên đó là vì sao? Vì con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Cho nên không phải chúng ta khác không đâu các anh chị em, mà chính Đức Chúa Trời cũng khác chúng ta nữa, cũng muốn chúng ta nữa. Chứ chúng ta đừng nói, ôi Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi cao sang quyền quý, là chắc thì Chúa, mình cần Chúa chứ Chúa đâu cần mình. Dĩ nhiên, về một cái phương diện nào đó, Chúa không cần mình. Nhưng mà về cái phương diện tấm lòng của Đức Chúa Trời thì Ngài rất cần chúng ta. Các chị em, cho nên mỗi lúc chúng ta cải ý muốn của Chúa, mỗi lúc chúng ta đi xa nhà của Chúa, mỗi lúc chúng ta ra khỏi sự hiện diện của Chúa, chúng ta bận rộn chạy đầu này chạy đầu kia, làm điều này làm điều kia, giống như bà Ma-thi đó, thì Chúa cũng buồn lắm các anh chị em. Chúa buồn lắm, Chúa khao khát được tâm giao trò chuyện với chúng ta. Hãy Huyền Đoạn 3 câu 20: này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa thì ta sẽ vào cùng người, ăn bữa tối với người và người với ta. Cái khao khát của Chúa là Ngài muốn được bước vào ở trong cuộc đời của chúng ta, Ngài muốn dự phần ở trong gia đình của chúng ta, trong đời sống của chúng ta. Ngài muốn trò chuyện với chúng ta, Ngài muốn ăn uống với chúng ta, Ngài muốn làm bạn với chúng ta, các anh chị em. Ngài muốn chăm sóc chúng ta, Ngài muốn bao phủ chúng ta, che chở chúng ta, giống như người chồng bảo vệ, che chở mình vậy. Và Ngài muốn chúng ta như người vợ, như người phụ nữ, người nữ yếu đuối, nương tựa vào chồng của mình. Cái gì cũng anh ơi, cái gì cũng anh ơi, giúp em cái này, làm cho em cái kia. Mấy ông chồng mà nghe mấy người vợ mà kêu anh ơi, anh ơi là thích lắm, là lăng xăng, là chạy, là làm theo liền. Thì Chúa Ngài cũng ao ước chúng ta, Ngài khao khát chúng ta lệ thuộc vào Ngài, cần Ngài, nói chuyện với Ngài. Ngài khao khát chúng ta nói rằng Chúa ơi con yêu Ngài lắm, Chúa ơi con cần Ngài lắm, Chúa ơi con muốn Ngài lắm. Ngài rất khao khát điều đó. Anh chị em có làm điều đó với Chúa không? Có làm điều đó với Chúa không? Mỗi ngày với Chúa không các anh chị em? Amen. Cảm ơn Chúa. Mỗi ngày chúng ta ngồi, chúng ta làm nail, hay là chúng ta lái xe, chúng ta đi làm hãng, chúng ta nấu đồ ăn, chúng ta tập thể dục, chúng ta làm điều này điều kia đó, thì trong tâm trí của chúng ta hướng về đâu? Hướng về điều gì? Về Chúa, hướng về Chúa của mình, cha của mình. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa đừng để chúng ta hướng về chiều nay. Cảm ơn Chúa. Tới trong nhà băng chúng ta sẽ, trong nhà băng mình còn có nhiêu tiền đó, giờ sao đây ha, giờ sao? Rồi chúng ta tính toán là mùa hè năm nay chúng ta phải đi đâu, chúng ta làm gì, đi du lịch chỗ này chỗ kia, dẫn con cái chúng ta đi đâu. Rồi bây giờ chúng ta phải cần có bao nhiêu cái, thêm bao nhiêu cái bộ quần áo, bao nhiêu cái, thêm cái đôi giày, đôi dép nữa. Nguyện Chúa cứu chúng ta ra khỏi những cái suy nghĩ đó các anh chị em. Vì chúng ta biết Đức Chúa Trời rất khao khát và yêu chúng ta. Ngài rất là Hallelujah, cảm ơn Chúa. Muốn chúng ta, chị em. Cho nên đó là cái tâm lòng của Đức Chúa Trời, tâm lòng của Chúa Giêsu khi Ngài đến với người đàn bà Samari này. Thôi thì chúng ta sẽ dừng tại đây các anh chị em, tại vì đã gần 8 giờ rồi. Tuần tới chúng ta sẽ cuối tháng này chúng ta sẽ học tiếp cho hết bài học này, tại vì chúng ta không thể học hết chắc cũng tới 10 giờ sáng á. Cho nên chúng ta sẽ dừng tại đây. Và xin Chúa Ngài sẽ dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay để có thể làm thỏa mãn chúng ta. Nếu có ai trong vòng chúng ta đang ở trong tình cảnh của người đàn bà Samari này, chúng ta đang có một cái điều gì đó trống rỗng ở trong đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta không thỏa mãn, chồng con chúng ta không làm chúng ta thỏa mãn, con cái chúng ta, hoàn cảnh chúng ta, công việc làm của chúng ta, thầy hãy nên nhớ rằng Chúa đã nhìn thấy các anh chị em rồi. Chúa đã nhìn thấy chúng ta rồi. Và không phải chúng ta tự tìm đến với Chúa đâu, Chúa sẽ tìm đến với chúng ta. Người đàn bà Samari này không tìm Chúa Giêsu mà chính đích thân Ngài đã tìm đến với người đàn bà. Vì Ngài biết bà đang có một nhu cầu ở trong tâm linh của bà. Chúa biết bà đang khao khát một cái điều gì đó, nhưng mà bà không biết tìm ở đâu. Tôn giáo cũng không đáp ứng được nhu cầu của con người, các anh chị em. Người đàn bà cũng khi mà
Bà nói với Chúa Giêsu về cái sự thờ phượng, có nghĩa là bà đang đề cập về vấn đề tôn giáo, về vấn đề thờ phượng. Thờ phượng chỗ này, thờ phượng chỗ kia. Bà cũng có tôn giáo của bà, mặc dù bà là người không có tốt lành, nhưng mà bà cũng có cái tôn giáo của bà. Bà cũng biết ngũ kinh Môi-se và cũng đề cập đến sự thờ phượng với Chúa Giêsu. Nhưng mà cho dù bà có biết chỗ này, biết sự thờ phượng chỗ này là tốt, chỗ kia là tốt, nhưng mà cái thực tại là bà vẫn ở trong sự đói khát, ở trong tình trạng trống rỗng và tệ hại. Là Chúa Giêsu này đã đến để dẫn bà vào ở trong sự thờ phượng thật, dẫn bà trực tiếp đến với Đức Chúa Trời và nhận được chính Chúa là nguồn của sự sống. Ta thấy cái kết thúc của câu chuyện này rất là vui mừng, là người đàn bà này đã được thỏa mãn, người đàn bà này đã không còn ở trong cái tình trạng trước kia nữa. Vì sao chúng ta sẽ tiếp tục để học điều này, để tìm biết về điều này? Xin Chúa ban phước cho tất cả các chị em. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Là Chúa kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa và biết ơn Đức Chúa Trời vô cùng vì Ngài đã yêu chúng con. Ngài đã đứng cho chúng con từ trước buổi sáng thế để được làm con cái của Ngài. Không ai trong chúng con đi tìm Chúa, nhưng mà Chúa Ngài đã tìm và cứu chúng con. Trong những cái khoảnh khắc của đời sống của chúng con, có những lúc nó đen tối, nó cô đơn, nó buồn thảm, không ai để ý, không ai quan tâm đến chúng con. Có những lúc chúng con ở trong một cái tình trạng rất là nguy khốn, không ai có thể cứu chúng con ra khỏi điều đó, thì Chúa Ngài đã đến và cứu chúng con một cách kịp lúc kịp thời, đem chúng con ra khỏi điều đó. Cảm ơn Chúa vô cùng. Chúa ơi, nếu mà có thì giờ chúng con sẽ làm chứng rất là nhiều điều về Chúa Ngài đã làm cho cuộc đời của chúng con. Chúng con không có đủ thì giờ để nói đến tất cả những gì mà Chúa Ngài đã đối đãi trên cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúng con cũng là những con người giống như người đàn bà Samari tệ hại, tội lỗi trước mặt Chúa. Nhưng mà Ngài không màng đến cái quá khứ đó. Ngài không có chấp nhất những cái điều đó, Chúa ơi. Nhưng mà Ngài muốn là Ngài muốn chiếm hữu chúng con. Ngài muốn trong chúng con có Ngài để chúng con được thỏa mãn. Để Ngài cũng thỏa mãn cho chính Ngài. Ngài muốn chiếm hữu chúng con. Để Ngài muốn ban phước cho chúng con. Ngài muốn trở thành chồng của chúng con để bảo vệ, che chở, nhìn giữ chúng con. Để chúng con được vui sống ở trong tình yêu của Ngài. Để chúng con được sự sống và sự sống dư dật ở trong Chúa. Cho chúng con thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời. Để chúng con càng yêu Chúa nhiều hơn. Chúng con càng muốn đến gần với Chúa. Và muốn được con Ngài. Chúng con được thỏa mãn kẹo chúng con. Nó không còn đối khác trần gian này nữa. Đối khác điều này, điều kia, danh vọng, địa vị, sắc đẹp hay gì khác nữa, Chúa ơi. Nhưng mà chúng con sẽ đối với Ngài, chúng con sẽ được thỏa mãn trong Ngài. Và chúng con sẽ không dạy con cái chúng con đạo đức của loài người, văn hóa của Việt Nam, là dạy cho chúng nó, thúc đẩy chúng nó thăng tiến trong cuộc đời. Nhưng mà chúng con sẽ kéo con cái của chúng con hướng về Đức Chúa Trời. Vì chỉ có Đức Chúa Trời mới làm thỏa mãn được con cái của chúng con. Và mới có thể gìn giữ và đem chúng nó đưa đến sự sống đời đời. Gìn giữ chúng ta đến đời đời. Cảm ơn Chúa. Con xin Chúa Ngài, nhiều người biết được tình yêu của Chúa và nhiều người được đụng chạm được tình yêu của Ngài, Chúa ơi. Để rồi thế giới này sẽ được biến đổi, nhiều đời sống sẽ được thay đổi. Nước của Đức Chúa Trời sẽ đến với nhiều cuộc đời. Cảm ơn Chúa. Con ơn Ngài. Và xin Chúa Ngài ban phước cho tất cả anh chị em trong cuộc mai của chúng. Ngày hôm nay chúng con sẽ không bị gánh nặng của nan đề đè chúng con nữa, nhận chúng con nữa, làm khổ chúng con nữa. Nhưng mà gánh nặng đó, nan đề đó sẽ bị dày đạp ở dưới chân của chúng con. Vì Chúa Giêsu Ngài đã đến và đã bước vào trong đời sống của chúng con. Bây giờ, điều mà chúng con làm là mở lòng ra để tiếp nhận Chúa, để uống Ngài vào. Vì Ngài là nguồn của sự sống. Chúng con chỉ cần mở lòng ra tiếp nhận Ngài, mời Ngài bước vào, để Ngài làm chủ. Thì đó là cách chúng con biết uống nguồn của nước sự sống và chúng con tự dưng sẽ thỏa mãn và tất cả những nan đề của đời sống chúng con không còn là vấn đề của chúng con nữa. Để chúng con không xoay quanh nan đề nữa mà chúng con xoay quanh Chúa, tập trung vào Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp lòng với nhau trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.